vâng xin kính chào tất cả các bác và anh chị em đến với kênh youtube của tổng kho nhật bãi văn quân lời đầu tiên xin kính chúc tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vâng đây là một chiếc xe đạp và gắn rất là nhiều sản phẩm đồ chơi để anh em sử dụng vâng rất là nhiều sản phẩm nhé chiếc đèn sao này rất đẹp luôn cầu yên một chiếc túi tam giác cực đẹp luôn và một chiếc chuông đồng hồ tốc độ không dây một chiếc gương Đấy, rất đẹp và còn rất là nhiều sản phẩm khác đang chờ đón tất cả các bác Và đây là một chiếc cọc yên, đèn cọc yên rất là cao cấp và rất là đẹp Đấy, để gửi đến tất cả anh chị em đèn cảm biến và đèn cảm biến đổi màu rất đẹp luôn màu xanh dương màu xanh dương rất đẹp màu xanh dương này Đấy. đây là đèn Q 5 đèn Q 5 cao cấp với giá thanh lý là 220k 220k để gửi đến tất cả các bác này Đấy, chiếc đèn siêu siêu đẹp đèn này là đèn uh, Q5 các bạn nhá. 220k. Đấy. Vâng, tiếp theo là một chiếc chuông hình tháp. Chuông hình tháp này có giá là 20k. Đấy. Chiếc chuông hình tháp này có giá 20k này. Và chiếc chuông đồng rất đẹp luôn nhá. Đây là hàng cao cấp và hàng cao cấp này hàng rất xịn của hàng cao cấp của nhật nhá đấy rất đẹp với giá là 100 k đây đồ chơi các bác phải chơi nên chơi những cái sản phẩm cao cấp như này nó mới đẳng cấp đẹp các bác sắm một lần thôi một lần thôi nhưng mà nó đẹp và tiếp theo là các loại một bộ lục giác của đức này lục giác của đức cao cấp này đấy. rất là cao cấp 110k Một chiếc đèn còi Đấy, chiếc đèn còi Đèn còi này sẽ báo giá cho tất, tất cả các bác với giá là 200k Đèn còi Chiếc đèn cao cấp này Đèn 6 bóng led Vâng Đèn 6 bóng led Đèn này là đèn cao cấp này Các bác này Đây là đèn của Đức, cao cấp của Đức xuất Nhật. Vâng, và, và được ừ. Nhật thanh lý với giá là 850k. Đèn này là đèn xịn, xịn, cao cấp, 6 bóng led, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bóng led. Siêu sáng, sáng ngang đèn ô tô các bạn nhé. Đấy. Và một chiếc đèn kèm cả đồng hồ tốc độ. Wow. Đèn cả kèm cả đồng hồ tốc độ này. Quan trọng nhất là cái giải đèn led này Đây là một giải đèn led cực kỳ là hữu ích và rất đẹp Nó đẹp Có màn hình hiển thị cả đồng hồ tốc độ đây Đấy. Coi Chiếc đèn này được gửi đến tất cả các bác với giá là 650k và 650k một chiếc đèn đèn 4 trong 1 đèn bốn trong một cực kỳ là ngon các bạn ạ đèn này đèn 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 Đức các bạn nhá đèn Đức vâng đèn, đèn đèn cao cấp của Đức nhá rất là ngon và tiếp theo là những cái dòng sản phẩm uh, ốc titan đây là một dòng sản phẩm ốc titan rất là cao cấp và vâng. Titan là một vật liệu uh, quý hiếm được dùng trong uh, cái ngành hàng không vũ trụ. Đây là một vật liệu cực kỳ là bền, xịn và quý hiếm các bác nhé. Những con ốc Titan thì các bác lắp vào những con này. Đấy. Ốc đổi màu, ốc đổi màu Titan này. Đấy. Một hộp này sẽ thanh lý cho các bác với giá là rẻ, rất rẻ là 250k. Hàng cao cấp của hàng Nhật tuyển chọn về nhé. Và tiếp theo là một chiếc cổ nối Potang gật gù Đấy, cổ nối Potang gật gù đây ạ Chiếc này là các bác có thể nâng cổ lên Cao lên một chút này, cao lên cao lên này Đấy, với giá là 150k để gửi đến tất cả các bác nhé 150k Tiếp theo là những đôi tay nắm Đôi tay nắm thì có các loại đôi tay nắm da đôi, Đây là đôi tay nắm da các bác ạ đây là đôi tay nắm da rất đẹp luôn có cả phần đệm êm ở đây Đấy, đệm êm ở đây đôi này tay nắm da hàng rất là đẹp và rất là và xịn nhá và xịn và sang trọng đẳng cấp tay nắm da các bác khi các bác nắm vào các bác, các bác nắm vào đây nó các bác có cả phần đệm đây Đấy, phần đệm đây rất là ngon này Đấy, rất êm nhá Đấy, êm lắm và một bộ tay nắm da này sẽ có giá là 200k giá thanh lý của bên Nhật là 200k. Đấy. Và ngoài ra còn những sản phẩm tay nắm sừng. Tay nắm sừng dài như thế này. Đấy bác nào mà yêu thích những dòng tay nắm sừng dài này thì các bác alo cho em. Và rất đẹp luôn và có đều có đệm hết phần phần đệm đây. Đấy các bác khi các bác nắm vào như này. Đấy. Nó còn có phần đệm đây. Tay nắm sừng dài nó mang uh, lại cho các bác uh, nói chung là nó rất hồ oh, rất là hoành tráng vâng khi các bác sử dụng sử dụng những đôi tay cái tay nắm tay ngang này nó rất đẹp các anh nhá vâng. đôi này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 150 k để gửi đến tất cả các bác và tiếp theo đây là một chiếc giá này các bác ơi đây là một chiếc giá các bác nhìn một chiếc giá của nhật về này Đấy. nó đây là một chiếc giá hoàn toàn là rất là xịn và cao cấp có thể nối dài ra như này được này và có phần đỡ ở đây rất đẹp luôn giá treo tường giá treo tường sẽ đẹp nha và đây là một chiếc giá hoàn toàn là cao cấp nhất hiện nay cao cấp nhất hiện nay ở bên Nhật về để gửi đến tất cả các bác với giá của một chiếc giá này là 700k để gửi đến tất cả các bác này Đấy, xe đẹp thì các bác cứ um, chọn cho mình một chiếc giá như thế này là các bác treo tường. Rất là đẹp, đấy, rất đẹp và rất gọn gàng. Thì các bác treo cũng được mà các bác không treo cũng được. Đấy, các bác cứ có cái giá này các bác treo lên tường. Các bác gác cái một cái xe lên nó rất đẹp. Nó đẹp, nó sang trọng. Chơi xe nó phải sang trọng các bác nhá. Giống như chơi đồ cổ, và vâng. chơi xe nó giống như chơi đồ cổ. Cứ phải gọn gàng, đẹp đã các bác nhé đấy 700k một chiếc giá này và đây các bác xem cái giá này đẹp này các mà quá ngon luôn các bác nhé đấy. xe đẹp xe xấu không quan trọng cứ cần giá đẹp vậy, treo tường đã và tiếp theo gửi đến tất cả các bác các cái mã sản phẩm về về găng tay nếu mà nói găng tay xịn thì, thì đây là một mẫu găng tay hoàn toàn là hàng trung bình kể cả về về thiết kế này về thiết kế và cái về cái chỉ này cũng là hoàn toàn là trung bình các anh nhá bởi vì đây là một đôi tay bình dân bình dân nói về xịn thì nó không xịn và nói về hàng tốt thì nó không tốt bởi vì đây là hàng vượt vừa tiền hàng trung bình bởi vì là nó cái chỉ của nó, cái chỉ của nó nó rất là gọi là chỉ này là chỉ hàng 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 bình dân thôi. Không tốt, nói chung là không tốt. Cái độ co giãn của nó không có nhiều. Và cái đường chỉ may của nó nhìn cái chỉ để các bác biết đây. Cái chỉ này là gọi là chỉ hàng bình thường bình dân nhá. Đấy, thì các bác có thể nào bác nào chọn những cái hàng này thì bác các bác hàng này vừa tiền. Hàng này là hàng 100k một đôi thôi. Đấy, hàng 100k một đôi. Thì em sẽ báo cho các bác là 100k một đôi Không đây đôi đôi này em chỉ gọi là để giới thiệu cho các bác là Hàng này là em uh, siêu tập ở chợ thôi Ở chợ thôi Đấy thì hàng này là hàng vừa tiền Đây các bác nhìn cái đường chỉ này các bác biết này Đấy, 100k Bác nào cần thì em sẽ lấy hộ Còn bên em sẽ bán uh, đao giá cho các bác Là những hàng cao cấp Hàng đẹp Hàng xịn Để các bác chơi xe cho nó đẳng cấp một là đẳng cấp, một là đẳng cấp này, hai nó là bền. Đây các bác xem nhìn nó hoàn toàn khác biệt nhá. Về cái đường chỉ này, một là một đường chỉ dù cực kỳ là bền này. Đấy, đường chỉ nó khác rồi này các bác. Này. Những cái chỉ cái chỉ may nó khác rồi. Và cái chất liệu của một cái đôi găng tay này nó hoàn toàn là khác. Đây là một chất liệu hoàn toàn là cao cấp rất cao cấp của đảng khác nha Đấy, cho nên là các bác à, nó chênh nhau chỉ khoảng à, gấp cái này là bộ đôi găng tay này là, là 220k này nhưng mà độ bền của nó cũng gấp 3 lần cái kia độ bền của đôi găng tay này nó gấp 3 lần cái đội đôi găng tay 100 bác có chỗ bán trăm có chỗ bán trăm hai đấy nó đẹp một là đẹp này hai là độ bền này, cao nhá đấy đây là à, theo như là các bác bảo là tiền nào vải đấy đúng không ạ? Vâng, tiền nào vải đấy. Nhưng đôi găng tay là giá thanh lý nhá, giá thanh lý là 220k này. Nó có màu xanh lá huỳnh quang. Màu đỏ. Màu đỏ rất đẹp này. Màu đỏ rất đẹp này, giá thanh lý này các này. Đấy, màu đỏ rất đẹp này. Đỏ chữ trắng này. Cực kỳ đẹp, có đệm mềm này. Và một đôi găng tay loại nữa, loại cao cấp tiếp theo, loại đẹp, cũng rất đẹp. Một đôi găng tay hàng cao cấp màu xanh dương. Hiện tại là những đôi găng tay này còn rất ít cho nên là bác nào cần thì cứ alo cho luôn nhé. Bởi vì những đôi găng tay là trên thị trường nói chung là không có đâu các bác ơi. Hiếm lắm, hiếm lắm bởi vì nó xịn, xịn đẹp. Đấy, đôi găng tay chuyên dùng cho xe đẹp. Hàng cao cấp của Nhật về với giá là thanh lý là 220k. Chất liệu nó do chất liệu Đấy. chất liệu hoàn toàn khác biệt luôn. Đấy. Hoàn toàn khác biệt và độ xịn của nó, độ đẹp của nó thì tất nhiên là khác hẳn hoàn toàn luôn rồi nhá. 220k, 220k để gửi đến tất cả các bác nhá. Và tiếp theo gửi đến tất cả các bác có các loại um, về sen xích clip Shimano, đây là hàng cao cấp của Shimano hàng cao cấp rất cao cấp của Shimano hàng nội địa Nhật hàng nội địa Nhật đây là hàng rất tuyển chọn tuyển chọn trực tiếp tại công ty của Nhật luôn nhá và đây là sen xích rất chất lượng hàng đầu thế giới luôn đấy con nào cần sen xích hàng Shimano hàng cao cấp nội địa Nhật thì alo luôn cho em đấy hàng hàng cực kỳ đẳng cấp nhá em báo giá luôn để các bác uh, biết uh, để các bác uh, lựa chọn cho mình những cái sản phẩm sen xích này sen xích Shimano 678 sẽ là 300 sen 9 sẽ là 400 sen 10 sẽ là 550 và sen 11 sẽ là 700 vâng. bởi vì thực tế mới nói bây giờ thì là hiện tại là cước vận tải biển lên rất cao và tình trạng uh, lạm phát lên nhiều đấy thì bác nào cần những loại này thì alo luôn, luôn cho em nhé và rất chất lượng luôn hàng xem chiếc Shimano cao cấp đi sướng lắm các bạn còn clip thì có rất là nhiều loại và clip có nhiều loại để gửi đến tất cả các bác nhé clip thì bên em là chuyên Shimano rồi clip Shimano clip Shimano nó có nhiều loại thì bác nào cần đi xe touring thì báo giá cho em đi xe đua thì báo giá cho em và đi xe MTB thì cũng báo giá cho báo báo cho em cái số xe đi như thế nào ví dụ số lift số xích uh, uh, đi như thế nào thì các alo cho em nhé em báo giá trực tiếp đến tất cả các bác luôn các cái sản phẩm uh, về thì có các cái sản phẩm về mới về một uh, một lô mới về thì có các uh, loại xe đạp này các loại xe đạp và các loại túi túi phụ kiện xe đạp giày xe đạp còn nguyên hộp chất lượng cao đây là giày cá giày nguyên hộp đấy thì các bác à, có thể sử dụng những à, sản phẩm nguyên hộp mới như thế này đấy giày tất quần áo mũ là các bác nên sử dụng cho mình những cái sản phẩm mới mới còn nguyên chưa sử dụng như thế này để tránh làm sao tránh làm sao để các bác có thể không bị lây à, ví dụ là nấm mốc à, trong quá 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 trình sử dụng của người của mọi người thì nó sẽ có bị à, nấm da nấm mốc rồi nấm tay chân nấm miệng hay là nấm à, nấm đầu nấm tóc đấy thì các bác à, không nên sử dụng à, những sản phẩm à, à, như em vừa kể trên dùng lại mà các bác sử dụng cho em những sản phẩm còn nguyên hộp nguyên zin mới đấy là quần áo mũ này giày dép tất chân tất tay đấy đấy và đây là một đôi giày cực kỳ là đẹp và đẳng cấp màu sắc kể cả về màu sắc này màu sắc này là các bác rất nổi bật luôn rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ là nổi bật và xịn nhá Bởi vì đây nó là đại diện cho một màu đen bóng và màu trắng Đây là mầm và cả màu bạc nữa Rất dễ sử dụng luôn còn nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, hàng thanh lý và cái này là nghĩa là thanh lý thì mình nghĩa là nó có những cái hàng mà lẻ sai thì họ thanh lý các bác nhá. Đấy thì mình sẽ có một kho bên Nhật và gửi về đấy thì nhặt luôn những cái hàng nào còn nguyên mới như này nhặt luôn và bên em là kho bên nhật là có cả hàng mới hàng cũ cái nào mới thì bảo mới cái nào cũ thì bảo cũ cái nào xịn thì bảo xịn đấy các bác cứ yên tâm một đôi giày xịn cao cấp này thanh lý của của bên nhật nó là lẻ size thì là là size 41 và 42 đấy size 41 42 thì giày này là giày can cá này đấy can cá siêu bền siêu xịn luôn Đấy, siêu bền, siêu xịn Mới tinh luôn Và rất bền, rất xịn nha Các bạn nhá Giá của một đôi giày này sẽ thanh lý cho các bác với giá là tròn 1 triệu 6 1 triệu 6 nhá các bác nhá Đấy, đẹp tuyệt vời luôn Đẹp cực kỳ luôn Giày cho xe đạp luôn Đấy, triệu 6 thanh lý Tiếp theo là túi thanh lý này Về rất là nhiều túi xe đạp Túi carbon, túi vân carbon Đấy, vân carbon này và túi đeo ấy này và đeo túi đeo ở dưới xe túi tam giác các bác đeo vào cái khung xe đạp ấy. khung xe đạp này túi này nó theo một cái đường thẳng khung khung trên và khung dưới nó không to bình nó không to bình như này khi các bác đạp xe nó to bình như thế này thì nó rất là vướng víu và cái túi này nó rất là gọn gàng đấy nó lẹp xét như này đấy, lẹp xếp như này rất gọn gàng các bác treo vào trong túi khung rất là nhiều bác chơi xe là đeo túi này vào khung để tăng thêm thẩm mỹ cho xe thì có các màu về đây thì bác nào cần thì alo cho em túi này bằng vân carbon rất xịn luôn Đấy, vân carbon cực kỳ là xịn luôn nhá Đấy, màu đen có này màu đen có nhá có cả túi lưới bên cạnh đây màu này là màu đồng đồng nhá màu đồng nhá màu đồng thì rất đẹp luôn này. Đấy và một màu xám nữa, màu xám, màu xám bạc cũng cực kỳ là đẹp luôn. Ba màu thanh lý rất đẹp. Bác nào cần túi này thì alo cho em. Giá thanh lý của một túi này sẽ là 150k một túi. Túi này vừa đẹp vừa xịn vừa vừa bền. Đấy. Và tiếp theo một chiếc uh, túi uh, túi trên khung sườn carbon. Đấy, túi khung carbon. Vâng bên trong rất rộng và để được rất nhiều đồ Và đây là túi cực kỳ là ngon và xịn nhá Đây là túi cực kỳ là xịn rồi Coi như là túi xịn nhất trong các dòng túi carbon được thanh lý nhá Còn túi rẻ thì có đấy các bác ơi Túi rẻ thì có, nó có rất là nhiều loại Đấy, loại mấy chục, 100, 200 cũng có Và túi này được thanh lý cho các bác với giá là 220k Một chiếc túi quá là xịn và ở dưới rất to nhá ở dưới này rất to nhá Vâng, các bác nên nhớ là túi hàng Nhật về nó toàn hàng xịn thôi, toàn hàng xịn, toàn hàng đẹp thôi. Đấy, và bỏ điện thoại có hai ngăn bỏ điện thoại và bỏ đồ ở dưới. 220k cho các bác luôn. Tiếp theo các mặt hàng thanh lý tiếp theo để gửi đến các bác. Chiếc uh, máy uh, ấy Panasonic này. Cái này là một chiếc máy sấy, máy sấy tóc. Máy sấy tóc đây là hiệu Panasonic VIP luôn. 6669 2400W, cái này là quá VIP. Đây là thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật nhá, Panasonic nhá. Máy sấy tóc này. Máy sấy tóc này sẽ thanh lý cho các bác với giá với giá với giá là 350k cho một chiếc máy sấy tóc. Máy sấy tóc thương hiệu Panasonic các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo thanh lý cho các bác các loại mũ nữa. Các loại mũ Adidas này. Adidas Mũ lưới Adidas Mũ này để các bác sử dụng để đi du lịch Để đi du lịch Đấy Thanh lý cho các bác các loại mũ này Adidas này Màu đen Màu đen này Màu đen trắng này Lưới này Quai mũ đây. Màu đen tiếp theo này. Và quai mũ dính. Này. Mũ đát này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá thanh lý là tròn 100k. Tròn 100k giá thanh lý nhá. Mũ này là mũ cực kỳ là bền và rất xịn, rất đẹp. Đấy, mũ đát này. Các loại mũ đát nhá. Thanh lý cho các bác luôn. Mũ này cũng đẹp này. Vâng, có cả khóa này. Thanh lý hết cho các bác 100 luôn. 100k thanh lý luôn. Đấy. Và tiếp theo các sản phẩm thanh lý tiếp theo. Đèn, vâng. Đèn cái này, đèn này là gửi đến tất cả các bác cái này là thanh lý thôi. Đèn này là đèn cắm trại. Đấy. Các bác sạc pin vào là các bác dùng thôi. Đèn led cắm trại. Cái này là rất là nhiều tác dụng. Có cả đèn ở đây các giải đèn led đây nữa Đấy, và các bác cắm sạc vào đây đèn này thanh lý cho các bác với giá là 200 k chiếc đèn này đã hết pin rồi tiếp theo là chiếc đèn dài đèn này thì nó là đèn soi xa soi xa đèn soi xa các bác nhá đèn này là đèn cực kỳ là sáng và rất là bền Đấy, khi các bác soi là các bác kéo ra như này pha xa pha gần pha to pha nhỏ là kéo ở đây và pin cái này là các bác sạc trực tiếp vào pin đây pin có thể tháo rời được lượng dung lượng pin cực kỳ lớn luôn dung lượng pin rất lớn luôn đấy nó có cục pin rất to dung lượng pin là 6.800 ma Coi nhá đấy chiếc này là cảnh sát rất hay dùng luôn coi nhá bên cảnh sát bên công an bộ đội rất hay dùng cái này luôn đây là với giá của chiếc này sẽ là 200k cũng là thanh lý. Vâng, hôm nay còn một số ít lốp ít lốp xe địa hình này thì bên em sẽ thanh lý nốt cho các bác. Lốp xe Maxxis này. Lốp xe Maxxis cao cấp là lốp 26 và hoặc là lốp 27.5 các bác đi lốp vành bao nhiêu thì các bác cứ alo cho em. Vâng, một cặp như này là thanh lý cho các bác với giá là 700k một cặp này. Đấy. Và tiếp theo là lốp Maxxit uh, dành cho xe đua. Lốp Maxxit dành cho xe đua này các bác Lốp dài rất là dài luôn. Lốp rất xịn luôn. Lốp Maxxit dành cho xe đua này là cỡ 700x23C. Bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá của một uh, cặp này sẽ là 460k một cặp nhá. 460k một cặp này Lốp Maxxis 700x23C Lúa Lố lốp xe đua nhỏ Và lốp Michelin thì vẫn thế Và lốp Michelin cao cấp thì bên em vẫn giữ giá là 650k một cặp nha 650k một cặp lốp Michelin này Bởi vì lốp Michelin thì đang lên giá rất là nhiều Đấy là lốp Michelin thì 700x23C hết rồi Còn 700x25C và 700x28C các bác nào cần thì đặt hàng thì các alo cho em. Lốp dành cho xe đua và rất là cao cấp, cực kỳ là cao cấp để gửi đến các bác. Và lô vừa rồi thì lại về được tiếp một cái mẫu kính của uh, kính này là kính đọc sách. Kính này là kính đọc sách của cho các bác này. Kính đọc sách này sẽ có cỡ phẩy của nó là từ 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 đến 4 nhá, 4 phẩy có nhá kính đọc sách này. Kính đọc sách này là của Đức này, Made in Germany Đức của Ý Đức nhá. Made in Đức. Và nó là in trực tiếp lên đây là hai chấm này. Đấy. Kính này là gửi đến tất cả các bác kính đọc sách này là với giá là 300. và kính đọc sách 300 các bác nhá. Kính đọc sách 300 là giá thành lý rồi. Đồng giá 20k các mặt hàng tiếp theo này các bác ơi. 20k là hai chiếc uh, bàn chải đánh răng bàn chải đánh răng của nhật này về này 20 k này 20 k tiếp ba chiếc đèn bánh xe đèn bánh xe đèn báo sáng phát sáng bánh xe Đấy. rất là nhiều màu 20 k ba chiếc coi nhá 20 k ba chiếc Đấy thì các bác có thể sử dụng đèn bánh xe này cho nó đẹp 20k bộ lục giác 3 cạnh Đấy, Lục giác 3 cạnh 20k Tiếp theo sản phẩm đồng giá tiếp theo này Đồng giá 20k nhé một chiếc chuông nữa một chiếc chuông uh, chuông hình tháp cũng 20k chuông hình tháp này cũng 20k này các bác này Đấy, chuông hình tháp này cũng 20k và tiếp theo sản phẩm đồng giá 30k đồng giá 30k sẽ gửi đến tất cả các bác các cái sản phẩm con lăn mặt con lăn mặt này con lăn mặt này là chống uh, vết nhăn 30k gạo nước gạo nước uh, nhựa xe đạp 30k bảo vệ cùi đề bảo vệ cùi đề này cũng là 30k nội địa của Nhật đây các bác nhá. Thanh lý luôn cho các bác này. Chiếc mũ màu đen rất đẹp, được thanh lý. Được thanh lý cho các bác một chiếc nội địa của Nhật nhá. Thanh lý cho các bác một chiếc mũ đen nội địa của Nhật với giá là 600k. Đấy, mũ rất bền, rất chắc rất xịn luôn. Nó còn màu đen với màu xanh dương thôi, màu trắng hết rồi. Màu trắng hết rồi các bác nhá. Với giá là 600k này. Đấy, màu xanh dương cũng đẹp màu đen bóng cũng đẹp màu nào ừ. cũng đẹp các bác ạ tuyệt vời luôn mũ này thì phải nói là hàng nhật chất lượng cao hàng nhật chất lượng cao Đấy, rất đẹp luôn và vâng còn màu một chiếc mũ có đèn thanh lý luôn cho các bác thanh lý này mũ có đèn đèn sau này Đấy, đèn sau đây các bác nhé Đấy, mũ bảo hiểm màu xanh dương chất lượng cực kỳ là cao và rất đẹp luôn. Đấy, ai thích mũ tròn thì có mũ tròn luôn cho các bác này. Đấy, thanh lý cho các bác mũ bảo hiểm màu xanh dương rất đẹp nhá Mũ này là các bác đội cầm vào đã sướng rồi. Rất dày dặn và rất đẹp. Đấy. Mũ này thanh lý cho các bác với giá là 430k. 430k cho một chiếc mũ bảo hiểm quá đẹp luôn. Cái dẻ trước này nó đo khoảng tầm này là tầm 30 à. Vâng, nó tầm 30, rẻ trước 30 là thoải mái rồi. Đấy, khi các bác rút vào rút vào này, đấy, ấn nó vào này. Thì nó chỉ có khoảng tầm 10 10 12 rất nhỏ gọn. Một bộ chắn bùn rút này mang đến cho các bác gửi đến cho các bác là 140k một bộ này. Chắn bùn rút Nhật này. Đấy, chắn bùn rút Nhật các bác nhá. Và tiếp theo các cái sản phẩm về các cái sản phẩm về bộ cùi đề này. Đây cùi đề. Cùi đề thì hôm nay sẽ về được cái cùi đề mấy cái cùi đề 105 105 Shimano 105 này. của Japan đây các bác ơi. Đây là hàng uh, Nhật này các bác này. Cái này là hàng cao cấp của Nhật Japan Nhật đây ạ, sản xuất tại nội địa Nhật Shimano đây nha các bác nhá. Đấy Shimano này. Nhật này. Đấy. Cái này thì nó là giờ 7.000, đây giờ 7.000. Nó ghi luôn vào đây này các bác này, giờ 7.000 đây các bác nhá. Cái này thì uh, hàng chính chính uh, chính gốc Shimano của Nhật thì có giá là gửi đến tất cả cho các bác với giá là 1 triệu mốt năm chục nhá một triệu mốt năm chục các bác nhá đấy và tiếp theo là cái cùi đề của của có cả cùi đề của Shimano uh, uh, 8 lip và tất cả các loại cùi đề này. đeo đeo này rồi là Sora có hết đấy các bác nhá tay lắc có hết tay lắc có hết đấy tay lắc này tay lắc với em có hết này các này tay lắc Shimano tay lắc Shimano có hết và tay lắc nó tùy từng loại thì em báo giá cho các bác là tùy từng ví dụ các bác lấy cái loại nào xe của các bác phù hợp cái loại nào thì các bác cứ lên uh, uh, nhắn tin cho em lên nhắn tin cho em thì em sẽ báo giá cho các bác nhé đấy và tiếp theo các cái sản phẩm tiếp theo là những cái đôi bê đan này. bê đan nhôm này bê đan nhôm này bác nào mà xe cần thay bê đan nhôm thì các bác cứ alo cho em bê đan nhôm đây các bác ơi một đôi bê đan nhôm này có phản quang này Đấy. lô nó mới về rất là nhiều đồ để gửi gửi đến tất cả các bác này đôi bê đan nhôm bạc đạn nhé các anh nhé đôi này là gửi đến tất cả các bác với giá là 300 k nhá vâng 300k và bên em bao ship một đôi bê đan nhôm có qua phản quang này rất đẹp luôn này Đấy, bê đàn nhôm bê đàn nhôm rồi là các loại các cái loại sản phẩm tiếp theo của xe đạp rất là nhiều luôn đây các bác à. rất là nhiều sản phẩm về xe đạp rồi đèn rồi kính rồi là giày dép để gửi đến tất cả các bác nhé Đồng hồ tốc độ thì hiện tại là còn Đồng hồ tốc độ thì khả năng là còn một cái này Nhưng mà còn một cái này Chắc là cũng chuẩn bị hết hàng rồi các bác ơi Còn một cái này nhưng mà khả năng cao là cách khách Các bác khách đã lấy rồi Đấy, Còn hai một cái này này bác Các bác mua xe lấy rồi này Còn cái này này Cái này khả năng khách lấy rồi bác nào có, có, lấy thì báo em nhé Đấy. Gọng nước và gọng nước gạo nước này có còn còn gạo nước nhựa này thì còn màu đỏ này còn màu trắng này và còn màu xanh dương bác nào cần thì alo cho em 30k một chiếc 30k một chiếc Đấy. tay nắm sừng vâng. vâng còn một chiếc túi duy nhất tiếp theo và vâng. chiếc túi duy nhất đây để em uh bỏ những cái linh tinh ở trong túi này ra đấy giấy bóng giấy diếp thì trong bỏ trong này ra để em uh, mở cho các bác xem luôn này. Để toàn giấy bóng rồi. một cái túi này đeo hông các bác ạ một cái túi này đeo hông các bác ạ đấy. đấy túi đeo hông có rất là nhiều ngăn có khoảng 5-6 ngăn các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 ngăn Cái này là các bác đi đạp xe Hoặc là các bác đi đi du lịch Các bác đeo cũng rất là ngon Rất là gọn gàng Túi này là gửi đến tất cả các bác với giá là 350k Túi này là túi siêu bền nhá Siêu bền nhá các bác nhá Đấy, Túi màu rất đẹp luôn Túi màu rất đẹp luôn 350k này Vâng, tiếp theo là Bình nước uh, inox này các bác ơi, bình nước inox này bên em cũng thanh lý cho các bác này. Bình nước này thì các bác yên tâm nhá, bởi vì sao? Bởi vì là các bác cho nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây các bác uống rất yên tâm bởi vì sao? Bởi vì là nó uh, bằng inox 304 này. Đấy, các bác cho nước vào đây nó không bị ánh nắng nó vào, nó không bị uh... À, ví dụ là bác các bác nhiều khi các bác sợ mùi nhựa các thứ là nhiều cái bình nó ví dụ là bình đắt tiền cũng nhiều khi nó vẫn ra nhựa hay là như thế như thế nào đó nắng nó chiếu vào nhưng cái bình inox này thì các bác yên tâm 100% các bác còn cho cả đá lạnh lạnh nó vào đây nhá đá lạnh lạnh nó vào đây uống rất sướng luôn đi đoạn đường dài các bác uống vô tư luôn bình này rất là nhiều nước khoảng tầm 700 700 ml này Đấy. đến đây là 500 ml đến đây là 700 ml này và nó rất là thuận tiện đây đấy. Các bác cho vào đây ừ. uống rất ngon bình nhật này đấy bình nhật này cái này là bình cao bình nhật này cái này này nó không phải là bình cách cách nhiệt đâu cái này là chỉ bình định đựng nước thôi các bác nhá nhưng mà nó có những cái uh, uh, ngon nhất định bởi vì là nó bền một là các bác dùng khoảng tầm 10 năm vẫn chưa hỏng hai nữa là các bác uống nó yên tâm bình này 150 k bình này mới ngon này các bạn này khóa dây này, cả cái khóa dây năm số này, khóa dây năm số chống trộm cắp này, cái này là nhiều bác bảo là mày cứ cho tao cái cái khóa vào, không tao để nó ngoài đường là nó dễ mất cắp xe. đấy, thì các bác cứ lấy cái này cho em. nhiều bác mua xe của bên em ạ, các bác bảo như thế thì em cũng không phải là nói để bán mà em nói là đề phòng. Đấy. khóa năm số có thể thay đổi mật mã được các bác nhé có thể thay đổi mật mã được và cái này là 95k này các bạn này đây cái mẫu này là của Tiger Đức này Đấy. 450k của Đức thì nó có không viên hộp này chỉ có kính xịn thôi kính ngon thôi đây bộ giá đồng hồ tốc độ nó có cái bộ giá này Đấy, bộ này là bộ này là 150k này. À, bộ này cũng là đầu cá mập đây cũng là 150k này. Đấy. Đấy. Bộ má phanh Shimano. Bộ má phanh Shimano của Nhật này. Shimano, đấy công ty Shimano của Nhật ạ. Và cái này là 300k một bộ như này. Bộ của hai cả hai cả hai má phanh các nhá. Bộ một bộ hai má phanh. Và tiếp theo, gửi đến tất cả các bác các cái loại dây điện Nhật. Dây điện Nhật và dây điện nhật thì bên em sẽ gửi đến tất cả các bác các loại dây điện nhật thanh lý thấu cân này dây điện này là sản xuất cũng là sản xuất nội địa nhật made in japan đây các nhá đây các xem luôn made in japan này Đấy. có có loại là của đài loan xuất sang nhật có loại là của trung quốc xuất sang nhật có loại của Thái Lan xuất sang Nhật đây các bác ơi. Đây là made in Thái Lan xuất sang Nhật đây. Xuất sang Nhật thì đều phải có dùng chữ của của Nhật thì người Nhật mới hiểu được. Đây các bác xem này. Đấy, đều phải dùng chữ Nhật nhá. Và đây là tiêu chuẩn của Nhật. Và cái này nó là Panasonic đây, hãng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đấy. Đấy các bác nhá. Cái này thì em sẽ bán theo cân ký để các bác sử dụng đây. Đây có các loại dây này, nó dài khoảng tầm bao nhiêu mét thì em sẽ có những cái dây đây em ví dụ những cái dây này đây, ví dụ những cái dây này xong nó dài bao nhiêu mét này nó còn có bằng này còn này toàn loại dây to như này rồi kho của em ở kho của em thì nó rất là nhiều dây nhưng mà nó có ví dụ như là các cái loại dây sản xuất tại nhật bản thì nội địa nhật dây dây xịn thì em mới mang về chỗ cái... cái phần cửa hàng của em để em Em giới thiệu đến tất cả các bác Còn những cái sản phẩm khác là em đoán bán buôn hết rồi Em sẽ đổ buôn hết Vâng có các anh nhá Đây Toàn ổ đây Ổ toàn Đây là toàn nhật Chữ nhật này này các này, này. Đấy. Cái dây dài Dây này ví dụ cái ổ to như này Nó chỉ dài khoảng tầm 3-4 mét các bác nhá 3-4 mét đây các anh nhá Đấy thì cân Cân cái này sẽ là 350 nghìn một cân ổ điện này là 350.000 một cân thì một cân của một bộ này thì sẽ cộng thêm 25k tiền ship các bác nhá. cộng thêm 25k tiền ship một cân thì các bác. Đây là các bằng này thì chắc là khoảng tầm. Bác nào bác lấy nốt thì bác các bác lấy cho. nó rất là nhiều ổ đấy. Đây em rơi cho các bác xem nhiều ổ lắm, nhiều loại ổ lắm. này. Đấy. Ổ này. Thì những cái ổ này thì các bác về thì các bác uh, các bác mở bên trong ra là rồi các bác kiểm tra bên trong này xem dây dợ nó như thế nào rồi các bác cắm vào các bác dùng đấy các bác mở rất đơn giản thôi các bác cứ mở ra thôi đấy, made in Japan đây các nhá thành lý hết cho các bác với giá 350 k một cân dây ổ điện nhật vàng vào còn tiếp theo này còn hai cái nồi của nhật này đấy, ấm siêu tốc này đây còn hai cái ấm siêu tốc này thì bác nào lấy âm thanh lý nốt cho các bác hai cái ấm siêu tốc này ấm siêu tốc này là được bảo hành tận 3 năm này các bác này bảo hành tại 3 năm các bác nhá bảo hành 3 năm thì các bác sử dụng thoải mái này ra ban nhật đây Đấy. cái này thì thanh lý nốt cho các bác với giá là ba 3... cái này là cái này chắc phải thanh lý cho các bác với giá là 380k Toàn bộ bằng inox Cái này là tiêu chuẩn 5 sao này 1, 2, 3, 4, 5 sao này 3, Inox 304 này Và cái phần này là phần kính cường lực này Đấy. Bên trong là một giải đèn led này Bên trong là giải đèn led này Và cách nhiệt ở đây Cách nhiệt hết các anh nhá Các bác dùng cái này rất là ngon luôn Dung tích của cái này là 2, 2, 2, 2, 2 lít 2 2 2 này Đấy, 2 lít 2 nó bằng inox này nó dùng nó ngon coi nhá đấy bình rất cao cấp cái này là 380 bao ship toàn quốc còn hai chiếc bác nào lấy thì thì lấy nhá ấm siêu mà ấm siêu tốc của nhật nhá đấy ấm siêu tốc của nhật và tiếp theo là yên xe đạp này và túi xe đạp này và chân trống này đấy yên xe đạp thì có hai loại này đấy, một cái yên loại 208 thì đang hết hàng các bác nhá yên cho 208 hết hết rồi thành lý cái yên đấy thì hết rồi còn hai cái loại yên này yên này là yên đắt tiền yên xịn này yên này là yên da của Nhật này rất đẹp luôn yên này yên nội địa của Nhật đấy yên nhà máy uh, Shimano Japan Nhật này. đẹp quá chiều này của nó này chiều này của nó là bản rộng nhất chỗ này là 10, 10 khoảng tầm gần 15 phân và chiều dài của nó là tổng thể cái này nó khoảng tầm đây em đo luôn cho các bác luôn em lấy cái thước em đo luôn cho các bác luôn nhé đây thước này là thước Japan Nhật ai nào cần cái thước này thì alo cho em này Đấy, thước thước xịn của Nhật này hai mươi năm này hai mươi năm này và cái chiều này là 16 nhá 15,5 Quá ngon Các bác ngồi nó phải như thế này Tiêu chuẩn của Nhật đây này, này Đấy các bác ngồi Phải cái yên tiêu chuẩn của Nhật này Nó mới chuẩn này Chuẩn đét luôn Và yên này thì có rãnh ở giữa Yên ra siêu bền luôn Và các bác bật đèn đây Nó đèn đây Đèn khả năng còn pin không biết Hết pin thì các bác sạc pin vào nhá Đấy Hết pin thì các bác sạc pin vào Cái đèn này là đèn sạc pin khả năng hết pin dùng nhiều quá hết pin đấy à không phải ấn ấn nhẹ nhàng thế này thì nó mới được mình không biết mình giữ nhiều đấy, rất là nhiều chế độ còn khi mình tắt thì mình giữ rồi đấy tắt thì mình giữ đi có đèn này đèn xịn đấy ạ đèn cọc đèn kèm cọc yên xịn này còn đèn kèm cọc yên này đèn xịn nữa này cái này là gửi đến tất cả các bác với giá là 450k Yên này nó toàn bằng bộ bằng ốc vít hết luôn này. Không có một ghim mà đâu các bác nhá Đây là yên xịn nó không có ghim Yên rất xịn luôn Đấy, Rất êm Đấy Các bác xem này Êm chưa Đấy, Mà rất bền luôn Bền 450k các bác Yên thanh lý tại Nhật mà túi ba ngăn chiếc túi ba ngăn này đấy các bác chiếc túi ba ngăn này bỏ điện thoại này các bác bỏ cả cái điện thoại to vào trong đây luôn cho các bác nhé đấy ví dụ như cái điện thoại to như này to như này thì các bác cứ bỏ trong này nó có cả khóa này có cả khóa đi cùng đây các con này đấy các bác cho nó vào thoải mái luôn các bác lại khóa nó này Cho nó vào đây các bác mở lên như thế này Đấy Cái này nó có cảm biến đấy các bác Đây Cảm biến Cảm ứng đấy Đấy khóa này Vuốt lên Đấy. cho thoải mái nhé đây là bắt mở khóa đây. Hai, hai, Đấy, lên luôn các bạn này. Cảm biến rất ngon luôn các bạn. Cái điện thoại này rất to này, cái nó 22. Nó 22 Ultra rất to. Túi này là gửi đến tất cả các bác với giá là um, 250k, 250k, túi 3 ngon Túi này cực đẹp luôn, bền lắm, túi này các bác sử dụng 5 năm vâng chân trống chân trống này là một chân trống nhôm tôi gửi đến tất cả các bác với giá là um, chân trống này là 95 k 95 k các bác nhá Đấy. con lăn mặt này Đấy. con lăn mặt con lăn mặt này nó có nhiệm vụ cho các bác là mát xoa da mặt đấy rác mát xoa toàn bộ da mặt luôn chống nhăn nheo chống nhăn nheo da mặt đấy chống nhăn nheo da mặt đấy. cái này là rất tốt cho các bác lớn tuổi này bởi vì các bác lớn tuổi rồi là trong quá trình uh, um, Da nó hay bị uh, ví dụ nó hay uh, thiếu chất dinh dưỡng chẳng hạn đấy. các bác ăn ít các bác thiếu chất dinh dưỡng thì các bác sử dụng cái này để làm nhẵn da mặt này còn cái phần này là các bác để vào lăn ra chân này. Đấy. Lăn ra chân thì các bác nhá. Cái này là gửi đến các bác với giá là 30k này. Đấy 30k cái chiếc lăn lăn ra mặt mới lăn ra chân. Đấy, cực kỳ là ngon và rất là xịn luôn. Tiếp theo là gửi đến tất cả các bác một chiếc bơm nội địa của Pháp. Bơm Michelin nội địa của Pháp cực kỳ là ngon. Đấy, hàng cực kỳ là ngon này. Và chiếc bơm này sẽ là một cái bơm uh, dùng để các bác đi ô tô. Ô tô, xe máy, xe đạp, bơm bóng đều có chế độ hết ở đây. Có màn hình hiển thị uh, uh, cân ký ở đây và thời lượng pin ở đây. Bơm bơm ô tô này, bơm mô tô này, xe máy này bơm ô tô này bơm bóng này bơm xe đạp này đấy các bác sử dụng cái bơm này và cái này các bác sạc pin vào thì để sử dụng thoải mái luôn pin rất là lâu rất là bền các bác có thể là bỏ trong một cái túi như thế này cũng được ba ngăn này để các bác đi bỏ thoải mái luôn nhé các bạn Bơm này còn ít Hôm nay sẽ em thanh lý cho các bác luôn Đấy các bác bỏ ra cái túi như này Để các bác đi Đấy ngon chưa Vừa chưa Quá vừa luôn Bơm này sẽ là bơm nội địa của Pháp Thì thanh lý cho các bác này Hôm nay thanh lý cho các bác với giá là 900k Một chiếc bơm như này Đấy Thanh lý cho các bác một chiếc bơm nội địa của Pháp này là 900k nhé Bác nào cần alo luôn cho em nhé rất là ngon và rất là xịn luôn. Một cái, cái này là cái bánh răng, bánh răng cùi đề. Bánh răng cùi đề này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là à, loại này loại CNC cao cấp nha, loại CNC cao cấp màu đổi màu 13T, 13T không có Vâng và... 13T này gửi đến tất cả các bác với giá là 95k một chiếc 95k một chiếc bằng CNC bánh răng cùi đề nhé Một cặp như này là 109 Một cặp là 109 Cái nào cần loại này thì alo cho em nhé Để em gửi hàng đến uh, ship tận nhà để các bác thanh toán thôi Và bây giờ em xin uh, được chào tất cả các bác Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi Các bác nhớ đi qua kênh, đăng ký kênh ủng hộ kênh và bên em luôn luôn cảm ơn tất cả các bác xin kính chào và hẹn gặp lại các bác chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và bình an trong cuộc sống